Cháu hiểu khẩu này sao đen thui. Ba bữa một mẹ mẹ à, khẩu AK mới các bạn. Rồi đi săn thôi chứ nhỉ. Ô Huy Tuna à, đủ ba thằng Huy Tuna vãi lìn thật, có cả Huy Tuna trong lồn này. Nhau đợi được các bạn. Đù má khẩu AK mới các bạn. Đây là AK Black. Đi, mới ra được update ở phiên bản mới này. Các bạn thấy uy lực của nó bắn zombie này vô địch thiên hạ đấy các bạn. Khẩu này được làm bay bóc dáng của khẩu gì nhỉ? Bóc dáng của khẩu anh Huy nè, mã nhân. Là được bóc dáng của khẩu mẹ mẹ AK bom bít. Đéo biết quái 4-5 con mà đéo thấy con nào này. Ui đi con mẹ. Cào một phát bay mẹ mày đầu. Ui hắc à. Trẻ này bắn bỡ mẹ mày đầu. Hello. Chơi cái này phải nghe tiếng các bạn ạ. Nó không được hiệu quả. Không được lâu. Giờ còn hỏi bà lấp luôn. Thế mày khó quá thì bỏ qua đi chứ biết sao giờ. Mình phải chèm chết mà luôn được. Ngủ. Ô thế nào đâu. Trên này à. Đủ mà các bạn thấy đệ tử của mình đi và mày chơi cũng được phết. Đủ mà khẩu AK đen thui các bạn. Bắt cua bắt cua. Vào cân hết luôn. Lồn đấy cho ăn luôn à. Ui gì ấy. Hắc speed à. Hắc rồi, hắc rồi, hắc rồi, hắc rồi. Hắc rồi các bạn. Hắc chắc luôn. Có chém chém ở đâu vậy? Ừ, có hắc trong phòng, có hắc trong phòng. Vãi lìn. Có giáp rồi. Cái lìn với là bố mới có giáp rồi. Chung là bây giờ chém zombie để mà chết là khó các bạn. Mà. Nhưng mà bây giờ nó lại dễ lại rồi. Lỡ tay, lỡ tay.
mà bắn một phát lại hai viên. Đủ mà thấy anh em thấy quả mà 4 AK-47 Black chưa? Black Beat. Ở đây là khẩu AK-47 Black Beat nha các bạn. Đủ là Huy Tuna lại chơi hay phết. Chơi mạng lắc à. Vãi game thật. Bắn này đỡ thế build được. Đang trên tay review khẩu gọi là AK-47 Black Beat. Cái này mới được ra lò các bạn. Ôi 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 ôi. Thằng Huy này nãy ra nó có làm quái mẹ đâu. Tinh 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 tinh. Bịt mà. Mà chém hơi bị chậm. Ván này toàn pro player định mệnh. Đi cu vào kèo như thế thì đỡ được điều được. À đau lòng quá. Phải cố review nốt. Nice shot. Má mấy khẩu Thompson này mạnh quá. Tèo 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 tèo. Đấy. Vãi hàng thật. Bắn tốt đó mã nhân. Mình phải kiếm lại một ác địch mẹ mày đúng 200k cho nó. Vãi build thật. Anh em nào có ai bán ác không mua cái nào. Ui mà không chết kìa. Được đấy. Được đấy. Mày cuộc chiến của những Huy Tôn. Được đấy. Nhưng mà đệ tử hít vào đầu thì mày chuẩn bị mày chết rồi còn gì nữa. Ô trượt trượt chân, trượt chân chết ngay đi. Mày có súng mới inbox đấy chứ. Huy chơi ác khác rồi à. Ác này là ác có, ác này là ác có gọi là AK Blue à Black Beat nha anh em. Để thấy khẩu súng đen thui là hiểu thôi các bạn. Đây là khẩu em mới được update ở phiên bản này. Chỉ có mình mới có thôi các bạn. Hiện tại server có chắc là 5 người có. Ôi ôi ôi, xây sóng. AK Black Beat định mệnh. Thôi. Nay chơi bài gì? Địt mà. Ui ui. Địt con mẹ mày quái. Thôi dẹp hết.
không quá nổi. Vì tụt nà mày mày báo anh em. Cha khác rồi, đi mẹ chó tiến, đi mẹ lừa bố mày. À, mượn ác gì? Mượn ác anh thử. Bíp 4 115. Cái làm lồn của ác địt mẹ mày. Bíp 4 mà nhiều ác nhiều ấy vậy. Vậy hôm nay tôi sẽ cho các bạn để mẹ xem mẹ mày huy tuna trình diện. Huy tun phiên bản địt mẹ mày khác của huy tun Phạm Phương Thịnh Nguyễn Thêm à. Bối cảnh lồn. Cút mày đi bạn tiến. Hồng Nhi. Đủ má ta đang xem Huy Tun chơi mà sao lại đi con mẹ mày Huy Tun lại giết Huy Tun là sao nhỉ? Đéo hiểu bạn Huy Tun đang nghĩ gì. Mẹ mày Huy Tun phải cả đi mẹ giết Huy Tun chính vậy. What the fuck say? Inbox nhanh lên địt mà người ta bắn nốt trận này người ta nghỉ rồi. Đang trong môi trường tự nhiên của họ. Tôi đang bận qua không đưa được. Địt mẹ tí qua xong hả? Là có mấy thằng và đưa lận. Anh lại nổi sáng. Có đâu, nghỉ rồi, anh nghỉ rồi. Anh off, no no rồi. Bị cắt hợp đồng mà cắt lại không có view nữa. Chịu vãi lòn thật. Cà phê Sisa đi mẹ mẹ toàn thì véo chả thấy Sisa biểu đầu vãi lòn thật. Đi mẹ mới vừa qua lại còn vừa xem live stream mà đéo đỡ được. Cũng rảnh. Đủ thằng SH tiếp cả cái khẩu thôm sơn bá vãi lìn nữa kìa. Huy Tun là con đi cả mẹ chính Huy Tun sẽ hạ của Huy Tun. Thấy chưa? Cái gì? Duyên 13. Hết ván nghỉ. Địt mẹ nó vừa chat cho mình. Vừa ấy được nè. Điểm cái giáp zombie đã các bạn. Mà muốn chơi cận chiến quái là phải có giáp zombie. Chết cụ mà đi. Mà chưa có thế để zombie có thể lập được kèo. Thằng kia nó ngu quá. Để bị giết hoài. Mẹ mày cho xin quả giáp zombie chứ. Đấy bố mày thả cho mày ăn. Ôi địt mẹ thằng lồn này. Bố mày xin một một quả giáp zombie được rồi, có giáp rồi. Vãi lồn thật. Đây là AK Black nha các bạn. AK Black biết biết mày vũ khí bí mật. Ngủ. Ui địt mà mình có giáp zombie mà đúng không? Toàn hack. Vãi lồn thật. Rõ ràng mình vừa nhặt được một quả giáp zombie mà. Vô lý đéo chịu được, cào một phát chết cụ luôn. Chừng nào qua xong tôi đưa cho. Thôi đi mà qua xong thiếu mẹ thì người đưa.
Có thằng có mấy thằng Tuấn Tiếc linh tinh có hết rồi kìa. Tam mau tam miếc, tí nó qua xong nó cũng đưa mà. Qua xong là mấy giờ vậy? Cái lộ nhảy đi cho rồi, nhảy mẹ mới địt mà thấy mà nó cũng thằng. Xem gái cà phê xì xa.